thầy sẽ dạy các bạn theo cái cách mà thầy thành công tiếng anh thì cách thầy thành công tiếng anh có phải là cái cách thầy ngồi học mỗi ngày năm 10 từ vựng uh, ngồi học ngữ pháp rồi thì uh, làm bài tập rồi tập nói trước gương rồi thì uh, cố gắng nghe một ngày học một hai tiếng tiếng anh có phải là đấy là cách thầy học thành công không thì đó là không các bạn ạ và thậm chí thầy phải nói thật thầy không có phán xét là đúng hay sai nhưng với bản thân thầy thầy đã trải qua 10 năm học tiếng anh như vậy thầy uh, uh, không học được tiếng anh kiểu như vậy trong vòng 10 năm và sau đó thì thầy thay đổi và được thì thầy có cách dạy thứ hai đó chính là dạy các bạn những cái mà đúng như thầy trải qua nó dễ dàng thành công ví dụ bạn bảo là em cả đời chẳng phát âm từ này thì hôm nay thầy sẽ làm được điều đó các bạn nếu bạn tin vào điều đó thầy có thể làm điều đó thì bấm có thầy nào thế thì thầy cũng tự tin là sẽ dạy các bạn phát âm được và chính là đây là mấy cái từ mà hôm qua thầy dạy các bạn mà mà các bạn bảo ở hay thế thế thì em cũng làm được đấy nhưng mà nếu mà chỉ dạy các bạn phát âm từ này thì các bạn thử trả lời thầy câu hỏi này nhé nếu hôm nay thầy sửa cho các bạn được từ này và các bạn cũng phát âm được rồi mai có thể bạn ôn lại hoặc là làm gì đấy thì nó rất tốt thường thường là các bạn không làm đâu theo các bạn khoảng một tháng nữa các bạn còn phát âm đúng được mấy cái từ này không có không có không không nè trả lời chân thật tưởng tượng này Tựa rời xa thầy rồi đấy thì theo các bạn có không có không có không không nào thì đó mới là cái đau khổ mà thầy phải nói thật với các bạn là khi đi dạy học thì thầy có hai lựa chọn một là dạy đúng như những gì các bạn yêu cầu tức là em chỉ thích học tiếng anh thôi thầy đừng có nói tiếng việt lắm quá em ngứa tai lắm ờ, thầy nói chung là dạy tập trung vào tiếng anh đi thì, thì được thì thầy có thể chọn cách đó và cách đó theo thầy tưởng tượng nhá thì nó lợi hơn cho thầy vì sẽ nhiều người thích học kiểu đó hơn đấy là cái cách mà tất cả chúng ta đang học tiếng anh thầy có một cái lợi thế nữa là được các bạn ủng hộ này thầy cũng khả năng giao tiếp này thì khả năng khi mà thầy dạy đúng cái ý của các bạn đó, thì theo các bạn thầy sẽ có nhiều người follow thầy hơn rồi thì có thêm nhiều người mà ngồi học với thầy hơn không theo các bạn có hay không nào nếu mà thầy dạy theo phong cách vừa rồi đó thì thầy sẽ có nhiều follow hơn và khả năng là thầy sẽ có cộng đồng lớn hơn nhưng có một cái cách lựa chọn thứ hai tức là cách lựa chọn thứ nhất là thầy dạy theo cách truyền thống này dạy theo kiểu các bạn muốn này nhưng có một cái cách thứ hai là thầy thấy là thầy sẽ dạy các bạn theo cái cách mà thầy thành công tiếng anh thì cách thầy thành công tiếng anh có phải là cái cách thầy ngồi học mỗi ngày năm 10 từ vựng À, ngồi học ngữ pháp rồi thì uh, làm bài tập rồi tập nói trước gương rồi thì uh, cố gắng nghe một ngày học một hai tiếng tiếng anh có phải là đấy là cách thầy học thành công không thì đó là không các bạn ạ mà thậm chí thầy phải nói thật thầy không có phán xét là đúng hay sai nhưng với bản thân thầy thầy đã trải qua 10 năm học tiếng anh như vậy thầy uh, uh, không học được tiếng anh kiểu như vậy trong vòng 10 năm và sau đó thì thầy thay đổi và được thì thầy có cách dạy thứ hai đó chính là dạy các bạn những cái mà đúng như thầy trải qua nó dễ dàng thành công nhưng thầy rất sợ các bạn có tin không tức là khi mà dạy các bạn tiếng anh theo kiểu này thầy rất là sợ nếu bạn nào tin bấm tin cho thầy thầy sẽ bảo vì sao mà thầy sợ và xem là các bạn có ủng hộ thầy không mà ủng hộ thầy thì tỷ lệ giỏi hay cao lắm thầy đỏ lắm rồi thầy sợ thì vì các bạn thứ nhất là thầy sợ là các bạn không tin thầy thì bây giờ ngỡ ngàng ra thì các bạn lại có tin và thầy sợ thứ hai là sợ bị ăn chửi ngày xưa thì xong có bị ăn chửi không thì hôm nay thầy chia sẻ thật các bạn là có nhưng mà có bị nhiều không thì rất ít nhé các bạn nhé tuy nhiên này tại sao mà mỗi lần mà ai đấy nói gì thầy thì tất nhiên là có thể là họ đúng nhá có thể là thầy sai nhá nhưng với quan điểm của thầy khi mà thầy đang đi trên một con đường mà thầy cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mình tức là thầy giúp được người khác thì anh siêu dễ dàng dễ dàng hơn thầy ngày xưa một tỷ lần thì thầy tin về điều đó và thầy cứ làm thôi nhưng thầy biết là những cái bạn mà nói như vậy có khi bạn cũng không, không cố ý đâu thôi, lòng hoàng bây giờ tập trung vào học nhá thì học phát âm thì nó sẽ khác như thế nào thầy sẽ không bao giờ dạy các bạn một từ nào đấy và xong là xong mà bao giờ một từ nào đấy thầy cũng sẽ kể một câu chuyện này thầy bôi đạo lý này bôi các thứ này để các bạn sau khi học được cái từ đấy thì sẽ học được thêm rất nhiều từ khác thì các bạn có thấy là có tích học kiểu như vậy không có không có nào không 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 nào À, thầy thầy ví dụ nhá trong lúc vẫn đang chờ đợi các bạn trên livestream nhá để, à, ví dụ à, cho các bạn từ nào nhỉ đây ví dụ à, lúc nãy có một bạn hỏi thầy là à, thầy dạy em phát âm cái từ này nào các bạn viết từ này ra cho thầy nào thì đây cái cách mà thầy dạy các bạn nhá thì với một từ vựng như này ngày xưa các bạn phải nghe câu chuyện này nhá nghe câu chuyện này thì mới phát âm tiếng anh này còn bây giờ mà để bạn đứng đây một một để cho bạn phát âm từ này dù bạn không biết tiếng Anh bao giờ bạn ghét tiếng Anh ghét cay ghét đắng thầy thề với các bạn nhá bất kỳ ai ở đây có thể mở miệng ra nói một cái âm thanh nào trong cuộc sống thôi là thầy có thể dạy và phát âm từ này chuẩn xác 100% các bạn tin không tin bấm tin à? tuy nhiên thầy không muốn chỉ làm điều đó vì chính bản thân thầy cũng trải qua như vậy rồi việc thầy sửa phát âm được một từ là việc đã xảy ra trong quá trình mà thầy học tiếng Anh thành à, thất bại ngày xưa nhưng bằng một cách nào đó sau đấy thầy lại quay trở lại và phát âm sai nó tiếp bằng một cách nào đấy dù rất cố gắng có những từ nhá thầy bảo là không bao giờ được sai nữa thế là thầy trong vòng 7 ngày liên tiếp là thầy cứ cố lặp đi lặp lại từ đấy và trong 7 ngày em đấy không sai một tuần tiếp theo cũng không sai nhưng bằng một cách nào đó nửa năm sau quay lại thì lại sai các bạn có thể quen thì bấm quen cho thầy nào thì thầy không bao giờ muốn điều đó xảy ra các bạn hiểu ý thầy không nào đầu tiên với từ này lý do mà bạn không thể phát âm được tiếng anh á là với một từ như thế này Thì theo các bạn từ này phát âm tiếng Anh nó là khó hay dễ nào Nào phát âm từ này là khó hay dễ Bạn phải trả lời theo đúng cái suy nghĩ của các bạn Nào thế bây giờ theo các bạn Thì thầy thấy từ này là khó hay dễ nào thì Tính là như thầy mới bắt đầu học ha Rồi với thầy ngày xưa thì từ này là khó các bạn ạ Nhưng nó hay ở chỗ này Là có một cái bí mật này mà các bạn không để ý này không ai nhắc thì các bạn không để ý và thậm chí các bạn cũng không biết là mình có luôn á mà có thể các bạn không có thì thôi không quan tâm nhưng mà các bạn có tin này từ này với thầy là khó và trong một khoảng thời gian dài á là thầy không có phát âm được từ này và thầy cũng khẳng định luôn là thầy không thể phát âm được từ này đố các bạn có, bạn nào bị kiểu như vậy không thì thấy tiếng anh cái từ này nó khó quá và em nghĩ là khả năng em không phát âm được bạn nào mà bị kiểu như vậy có từng suy nghĩ như vậy bấm em nào hay được hay mỗi thầy thế thôi đồng em thế thì uh, thầy phát hiện ra một kiểu nhé Để cho các bạn không chỉ là không bao giờ phát âm được tiếng Anh Mà bạn không bao giờ học được tiếng Anh luôn Đó là bạn chỉ có kêu khó Bạn chỉ có nhìn người ta làm Rồi thì cũng có để ý đến Nhưng mà nói chung là bằng một cách nào đấy Các bạn không có luyện tập và không làm gì cả Vì nó khó quá Nào ví dụ cái từ này Ngày xưa thầy sẽ phát âm là add". Bạn nào ở đây cũng phát âm giống kiểu như vậy Thì bấm số 1 cho thầy nào Can I ask you some question? Đấy kiểu kiểu ấy. Nào thầy phát âm từ này là ask. Thì uh, sau đó uh, các anh uh, uh, mà có nghe thấy thầy phát âm như vậy và một số gặp được một số vài người giỏi tiếng Anh thì người ta bảo là nhớ là phát âm cả đuôi nữa thì thầy bảo là chịu. Chả phát âm được đâu. Thầy bảo xong không phát âm được. Kiểu em thấy nó cứ khó khó nào cứ ngượng ngượng mồm nào á. Và thế là hết đấy các bạn ạ. Thế là hết rồi đấy. Câu chuyện là đến đấy là hết rồi tại vì bây giờ là thầy đang dạy các bạn và thầy còn thậm chí được các bạn trả tiền được các bạn ủng hộ này thầy còn dạy đúng không thế theo các bạn nếu các bạn rơi vào tình trạng của những cái anh ở ngoài đường muốn giúp mình đấy là những người rất tốt nhé họ chính là bạn thôi bây giờ bạn bảo là cái từ này cũng khó thì cũng khó nhưng mà phát âm là được đấy tôi phát âm được rồi bây tôi hướng dẫn ông nhé các bạn kêu bảo chịu thôi phát âm nó ngượng miệng lắm nó khó lắm thế theo các bạn các bạn có thôi không có không có không, không nào đó thì đó là lý do mà bạn uh, cho biết thầy nói đoạn này các bạn hiểu không nhỉ đó và câu chuyện ý nhá các bạn nghe có thể nghe cho vui thôi nhưng mà nếu thật sự nghĩ kỹ nhá nó xảy ra với rất nhiều người và nó xảy ra thế hết đời tức là ví dụ bạn không quan tâm tiếng anh thì thôi chẳng ai bảo bạn cái gì đúng không nhưng vì chúng ta vẫn thích tiếng anh và chưa bao giờ chúng ta hết thích tiếng anh có khi nhiều lúc chúng ta bảo thôi khó quá bỏ rồi mình chả cần dùng đến tiếng anh rồi thì uh, nói chung là uh, công việc của mình không cần thiết mà mình già rồi là bỏ ok không các bạn thế là xong bạn bỏ nhưng mà thật ra bạn vẫn không bỏ thấy người nào dạy tiếng anh bạn cũng lại ghé vào tí tinh thần lại bắt đầu có một lúc nào đấy tự nhiên cái sự yêu mến tiếng anh lại nổi lên và bắt đầu lại học học lại sai và lại đến đúng cái đoạn vừa rồi là có người bảo bạn và bảo bạn là thử phát âm cái từ này đi và bạn lại quay lại bảo là nhưng mà nó cứ ngượng miệng nào nó khó khó nào ừ. thế là người ta lại thôi và xong nó lại như vậy lặp lại như vậy đến mấy chục năm thậm chí đến hết đời thì bạn nghĩ là có điều đó xảy ra trên cuộc sống không có không có không 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 nào nào thì sau này khi mà đi dạy thì thầy phải sửa cái đầu tiên thì thầy chỉ cần kể câu chuyện đấy ra thì bạn nghĩ cho nó vui thôi nhá còn bây giờ bắt đầu vào này bây giờ bạn nào đã phát âm đúng được từ này đây bình thường phát âm sai là ask còn phát âm đúng nó sẽ là ask bạn nào đã phát âm được thì bấm số 1 bạn nào chưa phát âm được thì bấm số 0 cho thầy nào và thầy nghĩ các bạn nên thật thả nếu bạn phát âm là at hoặc là bạn thấy ngượng miệng hoặc là bạn chưa học tiếng anh thì nên bấm số 0 bạn nào đã phát âm được là ask thì bấm số 1 cho thầy rồi rất nhiều bạn bấm số 0 một vài bạn bấm số 1 thì thầy hỏi này nếu bây giờ thầy bảo thầy chưa biết là bạn đang ở cái level nào tiếng anh bạn bao tuổi thầy không biết nhưng thầy bảo là 100% các bạn có thể phát âm được từ này chuẩn xác có ngơ miệng không có hơi hơi tí nhưng mà sẽ chuẩn xác và nó sẽ dễ dàng hơn là bạn tưởng tượng rất rất nhiều lần thì bạn có tin vào điều đó không có thì bạn bấm số 2 cho thầy nhỉ và theo các bạn thầy đang chuẩn bị dạy đây này, này thì khi mà thầy sẽ hướng dẫn từ này thì theo các bạn thầy hướng dẫn xong các bạn có tin là cái này cái từ này phát âm không những được mà nó còn khá là dễ thì bạn có tin về điều đó không? Tin bấm là tin thôi nào Các bạn cũng càng phải tin thầy hơn nữa Là tại sao dạy có một cái từ này Mà từ lúc nãy đến giờ 15 phút rồi Mà thầy vẫn loanh quanh Chưa vào dạy phát âm từ này Mà các bạn vẫn ngồi đây Thì các bạn có thấy hay không? Hay bấm hay nào Và cái hay này không phải hay của thầy Mà là hay của các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều Nào bây giờ sẽ vào hướng dẫn từ này Một cách siêu dễ này Thì lúc nãy có bạn hỏi Thì các bạn để ý từ này cho thầy nhé nào bây giờ thầy bảo nhá Các bạn bảo là em không biết phát âm đuôi Em ngượng mộm em, em thế này thì tiết thầy không biết Được chưa Nào thầy hỏi các bạn nhá Bạn có phát âm được cái âm này không Nào bây giờ thầy sẽ làm vào bạn nhá Nào Nào ông áo đỏ ông thử làm tôi nghe nào Thầy thầy thầy, thầy giáo quân rồi ông Ông thử Phát tôi xem nào Làm được không Thử nhá Đấy giỏi ơi Nào ông nào làm được bấm em nào Tôi chưa thấy trong đời mà ông nào không làm được cái ấy cả ông nào làm được bấm em nào, rồi thì bây giờ để giải quyết luôn à, chào cảm ơn hoàng long nhá giải quyết luôn cái vấn đề là à thầy ơi em không phát được âm đuôi là đấy là một suy nghĩ hơi linh tinh hơi lông côn và hơi ba lăng nhăng giống thầy ngày xưa nó bỏ lỡ cả một hành trình học tiếng anh học học rất nhiều thứ luôn thầy lại, lại vẫn phải lấy lại ví dụ cái từ này đây từ sau này có khi là trở thành uh, quốc ca của cộng đồng chúng ta mất Nào, ngày xưa thầy bảo thầy không phát âm được âm đuôi Thầy nói là my name is anh, the weather today is very nice các bạn nào quen kiểu phát âm gì không? Quen bấm quen cho thầy nào Hôm nay là dạy về phát âm là đỉnh cao đấy các bạn nhá Nếu có từ hôm nay mà thầy dạy các bạn hai từ này Thì chúng ta kết thúc zoom khoảng uh, hai tiếng trước rồi nhưng hãy thử ngồi đây và nghe những câu chuyện này các bạn hiểu hiểu chả hiểu thì cứ ngồi im thì xem là mấy khi được được một ông dạy tiếng Anh mà nói tiếng Việt nhiều thế, đúng không? thì à, sau này thì à, tận đến lúc thành công rồi thì thầy mới nhận ra điều này nó cũng hơi đạo lý tí nhưng mà đáng lẽ ngày xưa mà thầy thấy ông nào nói đạo lý rồi thì đa cấp rồi thì tư duy mà thầy mà trân trọng người ta hơn thì khả năng là thầy về thành công hơn bây giờ rất nhiều thật luôn. thì à, thầy cứ bảo là em không phát âm đuôi nó ngại nó ngượng mồm nó khó. bảo phát âm được không? không. bảo luôn là không. năm đấy thì thầy chắc chỉ khoảng 16, 17 tuổi Lúc đang tuổi đẹp nhất để học Nào, thế bây giờ thầy bảo các bạn là Lúc nãy các bạn vừa bảo các bạn làm được Và ai cũng làm được có đúng không? Đúng bấm đúng nào Nào bạn thử lại một lần nữa nào Và thầy bảo là khi làm như vậy Ai cũng làm được bấm đúng cho thầy nào Và ngày xưa thầy phát âm từ này là nay Thì bạn nào có bị phát âm như vậy Thì bấm số 1 nào Thầy phát âm từ này là nay Và thầy bảo luôn là em không phát âm đúng đuôi nhưng mà bây giờ thầy bảo các bạn nhá là sau khi học thành công rồi thầy phát âm dễ quá thầy mới bắt đầu vòng lại thầy suy nghĩ và thầy làm sao để không một ai suy nghĩ giống thầy ngày xưa nữa nó điên hết cả cái thằng người thì thầy mới phát hiện ra là à bây giờ tách ra nhá nay thì cứ để im thế là con nay hay là, là uh, hoãng gì đấy thầy không biết nhá về cái có ai làm được không ai cũng làm được thế ghép hai cái vào nhau nào các bạn thử nào nice bạn nào làm được thì bấm ok lên cho thầy nào Đó ông thầy giáo áo đỏ thử nice phát Ôi dồi ôi, nói tiếng anh như Mỹ vậy Thì ai cũng làm được đúng không Thế nên là chúng ta không kêu nữa nhá Nào lý do thứ hai mà thầy chưa quay lại với từ này đâu nhá Lý do thứ hai khiến cho bạn phát âm tiếng anh không được Là vì các bạn quá lười Các bạn ghi lên cho thầy nào Thì tại sao thầy biết điều này Vì chính là thầy ngày xưa mặc dù rất chăm chỉ nhưng mà thực ra mình quá lười mà mình không biết luôn và ai nói mình lười là toàn dỗi này có thế nó mới điên nhỉ nào quá lười ở đây là gì theo các bạn tiếng anh và tiếng việt nó có giống nhau không có bấm có không bấm không nào có ở đây chỉ là có nó là ngôn ngữ dùng để giao tiếp thôi còn về cơ bản hai cái ngôn ngữ này giống nhau không thì thật sự các bạn nó khác lòi ấy thầy chỉ cho các bạn một vài cái khác để làm gì để các bạn phát âm cho nó chuẩn, để các bạn biết vì sao mình quá lười khi học tiếng Anh thế nên là học tiếng Anh nó muôn đời thất bại nên các bạn có thích nghe không? Có không? có nào. Nào đầu tiên. Thì thầy nói cái cái này thì nó chẳng liên quan buổi phát âm hôm nay đâu nhưng mà thầy vẫn phải nói rồi Các bạn là hay có cho trò... à đó, nó có liên quan đấy. Các bạn hay có trò mèo này. Các bạn á biết tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ phonetic. Tức là bạn có để ý là tiếng Việt của chúng ta sẽ có rất nhiều từ mà bạn không hề biết nghĩa. Có bạn nào ở đây biết tất cả nghĩa của tất cả các từ tiếng Việt ở Việt Nam không? Có thì bấm em còn không bấm không nào. Nào, bạn không biết hết nghĩa của từ tiếng Việt đúng không? Nhưng mà tiếng Việt là một ngôn ngữ phonetic và nó tuyệt vời và kỳ diệu ở chỗ này này, với một ngôn ngữ phonetic, tức là gì? Bạn không biết nghĩa của từ đó, nhưng nếu đọc từ đó ra bằng tiếng Việt thì theo bạn bạn có viết được nó xuống không? Có bấm có không bấm không không mấy ai nói với các bạn điều này đâu. quá thể là viết được chứ. thầy lấy ví dụ suốt cháu gái thầy bạn Nhi, cái ngày mà bạn ấy rất là à, mới học lớp 2 thôi, thì bạn hỏi cậu anh ơi, doanh nhân là gì? thế bảo sao? À, doanh nhân là những người như này như này. thế bạn bảo là, thế cháu chả hiểu gì cả. thế bảo sao cháu hỏi thế? vào đây, cháu thấy ở trong báo có từ doanh nhân. thì bảo là thế cháu viết được từ này không? bảo cháu có. tức là nó có thể nghe và nó viết được. và thậm chí là như này này, một từ bạn không biết nhưng người ta viết ra Bạn cũng không biết nghĩa tiếng Việt đấy Nhưng mà bạn nhìn nhìn vào nó Và theo bạn bạn có thể phát âm Và đọc nó lên chuẩn không có có không bấm không nào Nó quá thể là có Và đấy chính là vẻ đẹp của tiếng Việt của chúng ta Rất tiếc Ngôn ngữ nào có vẻ đẹp riêng của nó Nhưng cái vẻ đẹp này Nó có ở trong tiếng Anh không Các bạn đoán đi Nó có thì bấm có không bấm không nào Lấy ví dụ cho các bạn một từ nhé Lúc này có bạn hỏi cái từ này Tiếng Anh chữa lành Hay không? đây có thể là một cụ từ mới tiếng Anh chữa lành hay đấy. nào, thì ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ, ngôn ngữ phonetic. thì các bạn nghe kỹ này, khi mà nó không phải là phonetic thì nó ngược lại hoàn toàn với tiếng Việt. thế theo các bạn, kể cả là một người Anh nhá, bất kỳ người Anh, người Mỹ, người Úc, người Canada, New Zealand nào, thì theo các bạn, khi nhìn thấy một từ mà hồi còn bé, mà kể cả lớp một nhá thì theo bạn họ có đọc được từ đó không? Có không có không không? không? Về cơ bản nhá, một từ khó, một từ mà kiểu lạ lắm với trẻ con á, mới tinh. Nó không biết nghĩa, không biết cái từ mặt cái từ trên đời luôn, nhưng nó đọc báo và nó nhìn thấy thì theo các bạn nó có phát âm được không? Thầy đang bảo là người Mỹ, người Anh, người Úc, người New Zealand, người Canada tức là họ nói tiếng Anh là ngôn ngữ của họ đấy. Rồi rất nhiều bạn bảo có, rất nhiều bạn bảo không. Thì nếu bây giờ các bạn tin thầy thì thầy bảo là họ không phát âm được thì bạn tin không tin bấm tin nào. và cái này các bạn nên tin thầy nhé bây giờ bạn bảo là nhưng mà họ có thể đoán được thầy đang bảo một cái từ không biết một tí nào mà lị thì cái này là thầy có nói chuyện nhiều thầy có nghiên cứu thầy đọc và các bạn hỏi ai biết tiếng anh thì, thì hỏi luôn người nước ngoài biết mà thì lớn lên thì tất nhiên là bạn đoán được nhưng mà về cơ bản á về cơ bản nhá tiếng anh nhá là một ngôn ngữ không phonetic, tức là khi nhìn thấy một từ mà bạn muốn đọc nó, thì đố các bạn họ phải làm gì trước thì mới đọc được một từ? Đố các bạn? tra từ điển cái gì? <laughs> bạn có tra từ điển tiếng Việt không? Không phải tra từ điển đúng rồi, bạn phải nghe nó trước. Bạn phải nghe, nghe nghe trước các bạn ạ. Đấy, khi nhìn thấy một từ mà muốn đọc nó chuẩn thì họ cũng phải nghe nó trước. Thì ngay từ bé họ đã được nghe nhiều rồi các bạn ạ nghe nhiều rồi nên là xong lớn lên thì họ nhìn cái từ nào thì họ nói hoặc là họ thích nói từ nào nói các bạn hiểu ý thầy bấm hiểu nào thì nó ngược lại một nữa này đó chính là khi mà nghe được một từ và họ cũng phát âm rất là ok rồi và sau đó học đến lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi nhưng mà chẳng may là trong ba cái lớp đấy thì cái từ đấy nó không xuất hiện trong sách nhưng mà họ có dùng ở ngoài đời không có có nói không có thì theo các bạn các bạn ý có viết xuống một cách tự tin và chuẩn xác được được một cái từ mà các bạn không biết nghĩa không À đâu biết nghĩa biết nói nhưng mà chưa được nhìn thấy nó bao giờ trên cuộc đời Không biết là sắp xếp chữ như thế nào Thì theo các bạn họ viết được xuống không Không viết được các bạn ạ Ngày xưa thầy kể các bạn một câu chuyện nhé Và đoạn này các bạn phải để ý thì mới học được tiếng Anh này Đây cũng là đoạn lọc luôn để bạn nào mà uh, Có mấy bạn lúc nãy lên cũng bảo là tin thế ừ, nào được đấy kiểu kiểu như vậy thì các bạn cứ để ý cho thầy nhá một trăm các bạn kết bạn xem đấy là một người không hề biết tiếng anh luôn thế nên là đừng có quan tâm đến những bạn khác chat linh tinh nhá thầy thì ở trên này thì thầy phải đọc rồi các bạn đừng có đọc linh tinh nhé rồi thì thầy bảo các bạn này ngày xưa có một câu chuyện này rất buồn cười là các bạn có nghe thấy là ở bên nước ngoài á, họ có những cái cuộc thi gọi là spelling contest tức là cuộc thi đánh vần tiếng anh tức là người ta sẽ nói một từ lên xong bạn phải đánh vần nó các bạn có biết là có kỳ thi này ở bên 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 các nước bản ngữ tiếng anh không có bấm có không bấm không nè à thôi các bạn không biết thì thôi bạn nào biết thì bấm có lên nè đó thì ngày xưa thầy cũng biết và theo các bạn có vô lý không bây giờ mà bây giờ thầy bảo các bạn là thi một cuộc thi đánh vần tiếng việt bây giờ thầy đánh thầy nói là doanh nhân bạn đánh vần lên cho thầy thì nó rất là vô lý có đúng không các bạn đúng thì bấm số 1 nào thế tại sao mà tiếng anh nó lại như vậy thì ngày đấy thầy không biết tiếng anh mà đến lúc biết tiếng anh rồi thầy không biết điều này đến lúc có người bảo đọc trong quyển sách nào xong thì thầy lên quanh về hỏi bạn bè thầy người nước ngoài các thứ thì họ họ cũng không không để ý luôn nhưng mà xong là ừ đúng rồi thì phải ấy và đặc biệt là các bạn có để ý là có cái trò tức là các bạn tiếng anh đặc biệt là các bạn trẻ bạn nào mà đọc sách ít rồi thì nói chung ít viết thì khi mà các bạn ấy viết rất hay sai chính tả hoặc là bạn ý sẽ bảo là ô oh, chỗ này là một chữ L hay hai chữ L và cái từ disappointing ngày xưa thầy hỏi hai bạn trẻ và hai bạn đều không biết là một chữ P hay hai chữ P nhỉ và thầy lúc ý thì không buồn cười vì thầy biết là nó như vậy rồi nhưng mà nếu như ngày xưa thầy buồn cười lắm và hôm nay các bạn mới biết thì các bạn phải hiểu nhá thì trong tiếng Anh á, là muốn viết được một từ xuống là họ phải nhìn thấy nó trước ok chưa nhưng bây giờ chúng ta quay lại này nếu nhìn đến một từ như thế này mà nếu họ không biết Thì họ phải làm gì chứ các bạn Thứ thứ từ từ viết lên nào Để kết thúc câu chuyện này đây nào Đúng rồi phải nghe trước Nào bây giờ này Đấy là người bản ngữ họ muốn nói một từ thì họ phải nghe trước Nhưng vì họ ở đấy họ nghe nhiều thì nó thành ok Nhưng chúng ta này các bạn nhìn này Phan Anh ngất này Bạn nào đang ngồi ghế nhớ dựa vào này Phan Nhân không ổn rồi em dừng máy dừng may lại để nghe đoạn này thầy hỏi này Thế với người Việt Nam học tiếng Anh Thì đố các bạn khi nhìn thấy cái từ này Thì để đọc được nó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ Phương án A là Nghe nó trước ở từ điển tra rồi các kiểu Và phương án B là phang luôn Cứ thế mà đoán cách đọc luôn Thì A hay B các bạn Phần lớn các bạn Các bạn A là khả năng hơi phép B rất nhiều đúng không thầy thầy thì, thì bảo này này phần lớn ở ngoài kia các bạn thấy là chúng ta có cái thói quen là cứ nhìn thấy tiếng anh là đọc linh ta linh tinh luôn không có bấm có không bấm không cái đấy mới là cái khổ đấy các bạn thì liệu có đúng không thì cũng được và đến bây giờ ví dụ như thầy uh, thì may mắn là uh, đấy sau khi học tiếng anh với giáo trình effortless English thì thầy có thể nghe nói tiếng Anh rồi thì đọc sách báo rất nhiều thì cứ lúc đọc thì cứ có từ mới mình tra thì sau một thời gian rất rất dài thì có những từ mới những từ mà thầy không biết nghĩa cũng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng mà nhìn chữ là thầy đoán được cách đọc thì các bạn tin không tin bấm tin nào nhưng mà đấy chỉ là phần quà về sau thôi chứ bây giờ mà bảo một từ như này phát âm chịu bây giờ thầy để đọc được từ này là thầy phải nghe trước các bạn hiểu không nào thì bây giờ thầy bảo các bạn cái này là các bạn thấy yêu thích tiếng Anh và thấy nó nó nó, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều này. Các bạn ở đây những ai mà đang phát âm tiếng Anh sai tùm lum hoặc là chịu chả phát âm tiếng Anh bấm em thầy rồi. Thầy cho các bạn cái lý do mà nó chán đời kinh khủng và phải lừa các bạn vào tận cái lớp này mất của các bạn 30 phút rồi. Nhưng theo các bạn là mất thầy được để chỉ nói điều này để từ giờ đến mãi mãi về sau bạn không học cái tiếng Anh kiểu như vậy nữa chứ thầy mà không nói như vậy các bạn 30 năm nữa vẫn học như vậy Thì để làm cái gì Thế có phải cần các bạn follow thầy đâu Follow thầy thấy thích ông Thích quá thể thì... Nhưng mà nếu không tạo ra sự thay đổi các bạn Thì cũng chả thể làm gì cả Nào bây giờ các bạn thử nghĩ này Nếu Từ này các bạn không biết Từ này là từ lịch trình Có thể bạn biết có thể bạn không Thì ngày xưa thầy không biết Và ngày xưa hình như là thầy đọc như thế này nhá Thầy đọc từ này là schedule bạn nào mà thấy nó quen quen hoặc là thấy nếu mình cũng uh, mà đoán thì mình cũng đọc schedule và có khả năng là mình sẽ cũng sẽ đọc schedule hoặc nghe thấy đâu rồi thì bấm số 8 lên cho thầy nào. Đấy, nhìn đến từ này phang luôn từ lịch trình này, schedule. Nếu bạn nào cảm thấy là à, phát âm thế nó sướng mồm mà nếu phải mình mình cũng phát âm thế hoặc là nghe thấy người ta phát âm thế suốt thì bấm lên. Thì đấy chính là của thầy ngày xưa. Nhưng sau đó thì thầy cũng không thích như vậy Thầy chả thích học tiếng Anh vội Mà nói chung nó dễ Thì sau khi bạn phát âm được một vài từ rồi Với câu chuyện tí thì thầy vào cái sau Những cái ý chúng ta học với nhau mấy hôm rồi Thì bạn sẽ biết là thầy thì không thích nữa Và thầy vào thì nó rất sốc Cái từ này nó phát âm là schedule Nào bây thầy hỏi các bạn nhé Schedule Schedule Và schedule Giống hay là khác nhau nào các bạn Giống bấm giống khác bấm khác nào Thì theo các bạn cách phát âm nào là đúng nào? <laughs> A. Schedule B. Schedule A hay B 1 hay 2, 2 nào? Nào cũng được Thì các bạn vừa hỏi thì thầy bảo như vậy thôi Thì để phát âm được là schedule Thì tí thầy sẽ phát âm cho bạn Nhưng mà đây để thầy tra từ ý cho các bạn nhé đấy rồi bảo là thầy Việt Nam phát âm em chẳng tin thì đây nghe người ta phát âm đi schedule. 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 các bạn nghe được không được bấm được không nào schedule schedule ok schedule nó có giống schedule đi không các bạn đó thì đấy là lý do mà chúng ta không nói tiếng Anh là cứ thích học cả IPA rồi các thứ các thứ các thứ tất cả mọi thứ đều tốt nhưng bằng một cách nào đó chúng ta luôn luôn là lao vào nhìn thấy tiếng Anh là tự đọc lôm côm Và cái này ai cũng dính nên đừng có nói phép Nên các bạn ok với phần này bấm ok cho thầy nào